Đạo diễn Vu Trung Trung, biên kịch Triệu Hiểu Lỗi, giám chế Mãn Thâm. Với sự tham gia của các diễn viên Hồ Nhất Thiên trong vai Ngô Bạch, Lý Nhất Đồng trong vai Ngải Tình, Dương Tử trong vai Đồng Niên, Lý Hiền trong vai Hàn Thương Ngôn, Vương An Vũ trong vai Thẩm Triết, Lý Minh Đức trong vai Lệnh Sang, Vương Khả Như trong vai Ngải Tình, Hứa Nhạc Kiêu trong vai Chu Nhất, Tân Phái trong vai Hàn Gia Gia, Bàn Hãn Thần trong vai Vương Hạo, Lưu Xuất trong vai Âu Cường, Từ Dương trong vai Cầu Trượt, Sài Tuyển Triết trong vai Phó Nhất Văn, Diêu Bác Lam trong vai Đào Kỳ Đào, Từ Nghiêu trong vai Mễ Thiệu Phi, Hoàng Tinh Nguyên trong vai Lâm Nhân, cùng một số diễn viên khác. Diễn viên lồng tiếng Hoài Tâm, Phương Minh, Thiên Quang, Thùy Dương, Trường Tân, Ngọc Quý, Ngọc Anh, Ngọc Châu, Ngọc Sang, Gia Huy. Bộ phim Cá Mực Hầm Mật phần 2, Thân Ái Chí Ái. Tập 33. Ngô Bạch, kế hoạch cầu hôn của anh giờ phải làm thế nào? Cô ấy để cậu lập kế hoạch tỉ mỉ tới từng giờ, cậu không trốn ra ngoài được. Gặp chút phiền phức. Thật ra không khó, em với Châu Nhất trốn ra ngoài đi lấy là xong thôi. Cứ được không vậy? Em làm việc, anh cứ yên tâm. Được, vậy cậu với Châu Nhất đi lấy giùm tôi nha. Ừ. Chị nghe tình tới rồi. Cái này hơi khó cái chỗ này nè, mình cần phải sửa lại. Mấy đó phải cần mọi người tới ăn trái cây nào. Chị nghe tình, chị nghe tình tới chị mới tới rồi hả? Ăn những trái cây này tốt cho mắt lắm. Nào, có nĩa nè. Chúng tôi cũng có chứ. Tất nhiên. Ăn miếng. Nữ thần tới, cuộc sống của chúng ta trở nên tốt quá. Ôi trời ơi, bây giờ mình cảm thấy cuộc sống độc thân đúng là vất vả thiệt đó, đúng không? Cậu hỏi tôi, sao tôi biết được? Ăn miếng đi. Khu này của các cậu ánh đèn không đủ sáng. Đợi tôi một chút. Làm gì vậy? Theo như kế hoạch lúc nãy đã bàn, cậu với Châu Nhất đi lấy đồ về, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Có chuẩn bị cái này. Ánh đèn không đủ sáng không tốt cho mắt. Anh phải theo môi trường xung quanh điều chỉnh độ sáng thích hợp. Nút bấm ở đây. Thử đầu mỏ. Chu đáo quá. Được rồi, đi họp đi. Ê, đợi chút. Sau 10 phút, ba cậu phải nhắc nhở ảnh, giám sát ảnh, nhỏ thuốc nhỏ mắt đó. Chị yên tâm. Nhớ nha. Không được quên. Liên minh vừa mới ra thông báo, lần thi đấu này, cúp thế giới áp dụng quy tắc thi đấu mới. Cả hai bên đều có thể ở trong sàn đấu đặt bẫy. Bởi vì lần này, chúng ta phải có hai thành viên cùng một lúc lên sàn đấu. Một người điều khiển người máy, một người điều khiển bẫy. Về bẫy có những loại bẫy như sau: có lửa, bánh răng, khói, bẫy lởm ở giữa, bẫy cột chân lên, còn có dán đẩy nữa. Về bẫy lửa và khói, cùng lắm chỉ là cản trở tầm nhìn, không thể thực hiện được khống chế cũng như phá hỏng. Bẫy lõm ở giữa mạo hiểm cao nhưng bù đắp cũng cao. Loại bẫy này cần thời gian khởi động quá lâu, chỉ cần tốc độ của người điều khiển đủ nhanh thì có thể tránh được. Còn về dán đẩy thì quy lực không phải lớn lắm, nhưng nó có thể khống chế đối thủ một cách có hiệu quả. Về bánh răng, sức sát thương rất lớn, chỉ cần không để ý bị trúng bẫy, rất dễ khiến robot bị tổn thương. Nếu bị đánh trúng bộ phận bên trong, rất có thể khiến robot không vận hành được. Còn về bẫy cột dâng lên, sức công kích của nó chắc chắn không bằng bánh răng. Nếu vận dụng một cách linh hoạt, có thể ngăn cản được đối thủ của mình đó. Lần thi đấu này không chỉ xem chúng ta có quen thuộc về các loại bẫy hay không, còn khả năng tùy cơ ứng biến. Quan trọng hơn là sự phối hợp của hai tay điều khiển. Từ ngày mai gia tăng luyện tập. Có vấn đề gì? Không vấn đề gì. Biết rồi. Tắt cái đèn đi là không vấn đề gì hết. Tắt cái đèn đi đội trưởng. Xin lỗi nha. Sô-cô-la này đối với Tiêu Bạch rất quan trọng, không được để xảy ra chuyện đó. Hoan nghênh quý khách, cửa tiệm đưa ra sản phẩm mới có kẹo sữa bò, được làm từ sữa bò Hokkaido. Mùi vị của nó rất thơm ngon, còn có bánh nhân kem. Chúng tôi tới lấy sô-cô-la do anh Ngô Bạch đặt làm đó. Đúng.
Hai anh hãy nếm thử đi, thật sự rất ngon. Không cần đâu, chúng tôi lấy đồ xong đi ngay. Cảm ơn. Vậy được, hay anh đợi chút. Có kẹo sữa bò của Hokkaido ở tiệm này quả thật có khác. Đúng vậy, lá bánh này cũng ngon lắm. Đâu? Có phải chúng được làm thủ công thử nha. Ngon xuất sắc luôn. Ngon quá. Hai anh, sô cô la của hai anh tôi để ở anh đây. Đi. Được. Cô ơi cho hỏi. Dạ. Má ăn đi, em ăn. Đi. Ăn xong rồi má đâu vậy? Dạ. Cô ơi, tôi lấy đồ đi đây. Cảm ơn. À, được. Thế nào? Thuận lợi không? Em làm việc, anh yên tâm. Đội trưởng, khi nào hành động đây? Bây giờ. Tuyệt vời. Hiệu quả quyết định thành bại. Hãy để cho tụi em chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này. Sao mình cảm thấy căng thẳng quá ta? Cậu căng thẳng cái móc xì gì? Có phải cậu có... Đi. Đi. Lúc nãy 97 đi ra ngoài, tiện thể có mua một chút sô-cô-la mà em thích ăn nhất nè. Sô-cô-la mà em thích ăn? Là thật hả? 97 sao em biết chị thích ăn loại này? Đội trưởng nói cho em biết. Biết ngay mà. Cửa tiệm của họ thay đổi cách đóng gói, không giống so với trước đây. Sao mọi người nhìn tôi chầm chầm vậy? Cùng nhau ăn đi. Không ăn đâu. Em ăn đi. Cô biết đó, tôi không có thích ăn đồ ngọt. Chị biết đó, nãy Tịnh kêu em giảm cân, không thôi cô giận. Đội trưởng biết mà, gần đây em bị mọc răng khôn, không ăn đồ ngọt được. 97 biết. Em cũng... em giảm béo. Hả? Cái gì? Em giảm béo? Châu Nhất, chân em nhỏ như chân chị vậy, em giảm béo gì chứ? Mà cậu ấy nói sao rồi? Ý cậu ấy nói giảm việc tăng cơ bắp. Phải ăn thức ăn dinh dưỡng. Phải đó. Phải. Chị à, ăn đi. Làm gì vậy? Đâu có gì. Ăn đi. Loại sô cô la này ngon lắm đó. Không có gì. Cảm thấy ngon thì ăn nhiều hơn một chút. Đồ bảo dưỡng mắt, thuốc nhỏ mắt, viên nhộng. Uống hết chưa vậy hả? Anh uống rồi. Cần phải massage nhiều. Ăn xong rồi hả? Ăn thêm một cục đi. Không ăn nữa đâu, ngày mai ăn tiếp. Không được. Ý của họ là hạn sử dụng của sô-cô-la này rất là ngắn, chỉ có một ngày thôi. Trời ơi, không được đâu tiểu bà ta, gần đây em mập lên, không thể ăn quá nhiều sô-cô-la. Đâu có đâu chị Ngải Tình, chị đâu có mập đâu. Mấy đứa kỳ lạ thiệt, mua cả hộp không ai ăn, muốn chị mập lên hả? Lần sau đừng mua loại có thời gian sử dụng ngắn vậy. Được, anh nhớ rồi. Đây.
nào. À, rồi ăn luôn cái này nha. Em không ăn nữa đâu Tiểu Bạch, ngọt quá. Đừng gấp, đừng gấp. Nào, ăn. Rồi, 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 không để lãng phí. Sô-cô-la gì ngọt quá, em ăn tê răng luôn rồi, ăn hết cả hộp luôn. Em đi súc miệng cái, ngọt quá. Xảy ra chuyện là sao vậy? Là hộp này mà. Hả? Là hộp này mà. Là cái túi này, đâu có sai đâu. Là cái túi này, cái hộp này là loại sô-cô-la này. Hay ha, đi lấy cũng lấy sai cho được nữa. Ê, trời ơi, anh đừng có nói nữa, sao tự nhiên lại như vậy? Có khi nào nuốt vô bụng hết rồi? Hả? Không phải, có phải có hai túi tụi em lấy sai rồi. Cậu mau gọi điện tới cửa tiệm đó coi sao. Mau lên. Alo. Alo, anh Ngô Bạch. Thành thật xin lỗi, lúc chiều bạn của anh tới lấy, họ lấy sai rồi. Vậy cái hộp đúng ở đâu rồi? Ngày mai tôi cho người giao hàng tới tận nơi, cũng như giao chiếc nhẫn kim cương tới. Anh yên tâm nha. Được. Thôi rồi, mình tiêu rồi. Làm hỏng kế hoạch cầu hôn được sắp xếp bao lâu nay. Nếu là tôi đập cho cậu một trận. Hay là hai chúng ta tới quỳ gối, chắc anh chịu tha thứ cho tụi mình nữa. Cậu vẫn không hiểu đội trưởng của chúng ta sao? Tuy ảnh không giống Thẩm Triết thích thêm dầu vào lửa, nhưng mà anh rất tỉ mỉ mỗi một việc đối với nữ thần. Lần này anh nhất định sẽ dẫn rất lâu đó. Biết đâu được, bắt đầu từ ngày mai, hai chúng ta bị nhốt vào phòng bảo trì, không được ra ngoài nữa. Vậy phải làm sao? Như vậy nha, anh chỉ cho hai đứa cách này. Mục đích của Ngô Bạch muốn cầu hôn Ngải Tình. Hai em lấy công chuộc tội, giúp cậu ấy nghĩ cách. Ha, việc này giao cho hai đứa. Xin lỗi. Đội trưởng, em biết hiện giờ anh không muốn nhìn thấy mặt hai tụi em, nhưng mà có thể nghe em nói một câu. Hãy nghe cậu ấy nói đi. Em nói cho anh biết, bây giờ việc quan trọng nhất là giúp anh hoàn thành chuyện cầu hôn, có đúng không? Ê, nói tới chuyện cầu hôn á, em có một chút tâm đắc về việc này nha. Thật ra việc cầu hôn về hình thức có thay đổi thế nào, tóm lại gồm có hai điểm chính: lãng mạn nè và ngạc nhiên, có đúng không? Tiếp tục đi. Trước tiên chúng ta sẽ nói về lãng mạn. Thật ra xa tận chân trời nhưng mà gần ngay trước mắt. K&K chỗ này của chúng ta rất là lãng mạn. K&K chỗ này của chúng ta phía trước không có thôn, phía sau không có tiệm. Kêu cô ấy ra ngoài ruộng cầu hôn. Cậu vừa mới nói là tôi biết ngay, bình thường cậu không có để ý tới môi trường sống ở xung quanh đây. Xung quanh là ruộng thì sao chứ? Ở trong thành phố lớn á, cái thiếu nhất chính là cảnh sắc đồng ruộng. Hiện giờ vào mùa này, buổi tối xuất hiện cái gì?
cái gì? Đơm đớm đó, cái này không phải ngạc nhiên hay sao? Đúng, mấy hôm trước mình giúp mẹ mình khiêng hàng xuống có nhìn thấy mấy con. Chúng rất là đẹp luôn. Cho nên, anh nghĩ coi, ngải tình tới K&K chỗ quen thuộc như vậy, không hề có bất cứ sự cảnh giác nào. Tới lúc đó hả, buổi tối trời đầy sao sáng, anh với chị ấy đắm đuối bên nhau, tụi em sẽ thả những con đơm đớm ra, cảnh sắc đó, bầu không khí đó, cảnh tượng đó, trời ơi, lãng mạn và ngạc nhiên đều có đủ. Anh nói coi, chị ấy sẽ có thể không đồng ý? Chỉ có vậy thôi hả? Đó chỉ là phương án thứ nhất mà thôi. Còn nữa. Thẩm Triết. Trời, hai cậu đúng là không hiểu con gái gì hết ha? Cái gì dễ đánh động trái tim của con gái nhất? Thú cưng. Tôi cảm thấy chúng ta tiến hành thú cưng cầu hôn đi. Thú cưng cầu hôn? Ừ. Bây giờ chúng ta đi qua nông trại kế bên mượn vài con ngỗng trắng lớn. Trên cổ của chúng đeo cái bảng: em hãy lấy anh đi, thật là bự vô. Rồi sau đó ha, để chúng xếp hàng chạy ra ngoài, và lúc đó cậu cầu hôn gái tình. Trời ơi, nó lãng mạn lắm luôn. Lỡ như mấy con ngỗng trắng bay đi mất thì sao đây? Khó khống chế lắm. Đúng vậy á. Nếu thật sự mà không được thì chúng ta có thể tiến hành tìm kho báu cầu hôn. Là sao? Nói nghe coi. Giống như chúng ta chơi hồi trước vậy đó. Chỉ là đưa đáp án câu trả lời cuối cùng trở thành chiếc nhẫn cầu hôn của cậu, vậy là xong. Lỡ như chị ngãi tình, chị ấy tìm không được thì sao? Đúng vậy. Hỏi rất hay. Ê, nếu như thật sự không được, chúng ta có thể sử dụng cách chuyển phát nhanh cầu hôn. Chuyển phát nhanh cầu hôn? Chúng ta đem ngô bạch đóng gói vào trong thùng, giao tới nhà ngãi tình. Lúc ngãi tình mở thùng hàng ra, ngô bạch nửa đứng nửa quỳ cầu hôn chị ấy, xin chị ấy ký nhận tình yêu và đời người của anh. Thế nào? Nhưng mà đội trưởng cao tới 1m9 lận, làm sao đóng bỏ vô thùng được? Trời, sao từ nãy tới giờ cậu cứ phá đám hoài vậy? Mình có làm gì phá đám đâu. Thì đang nghĩ cách nè. Làm sao để ảnh vô trong thùng được? Còn mấy con ngỗng bọn chúng biết bay. Việc tìm bảo vật lần trước mình có tìm được đâu. Con ngỗng bay thì sao chứ, chỉ cần giữ chúng lại thôi. Đừng qua đây cãi nhau nữa. Được rồi. Cảm ơn lòng tốt của các cậu. Tôi tự mình nghĩ cách. Đội trưởng à? Tôi... Để chúng tôi nghĩ thêm một cách mà. Tôi... Có khi nào ảnh vẫn còn đang giận không? Hy vọng không có. Lần này nâng cấp cho robot, dẫn giới tính linh hoạt làm chủ đạo. Phải, chúng ta làm theo như vậy. Đúng vậy. Tiểu Bạch. Các cậu nghiên cứu trước đi ha. Lại nữa rồi. Tới giờ uống thuốc. Ừ. Mở miệng ra. Trời ơi, thuốc này đắng lắm đó. Không đắng, anh uống qua rồi, đừng có giả bộ nữa. Uống đi mà. Tiếp theo sau chính là thời gian nhìn chỗ xa, xem 5 phút. Sau 5 phút mới được làm việc. Ừ. Đã rõ chưa? Đã rõ rồi. Nghe lời đó. Ừ. Em đi chuẩn bị trái cây cho anh. Ừ. Nhìn chỗ xa. 5 phút nha. Cậu ấy nhịn gì? Có phải là uống lộn thuốc rồi không? Ngồi bệnh xem. Đội trưởng, anh đang nhìn cái gì sao đắm đuối quá vậy? Nhìn chỗ xa. Xung quanh đều là tường, làm gì có chỗ xa. Kìa. Chỗ xa? Đúng là xa thiệt ha. Thật không ngờ chị ngãi tình, chị ấy cũng hài hước thiệt á. Được rồi, đã tới giờ, bàn tiếp thôi. Mọi người xem cỗ máy này, kết cấu bánh răng ở chỗ này có điểm gì không giống so với cỗ máy của chúng ta. Còn chỗ ở bên này, chỗ này nữa. Các cậu cùng nhau nghiên cứu, tôi ra ngoài một chút. Ngồi chỗ này, tới giờ nhỏ thuốc nhỏ mắt. Mắt có khó chịu không? Ừ. Ngửa đầu lên.
Như vậy có đau không? Chuyển động trong mắt. Chà, sao tự nhiên tôi thấy không khỏe. Tôi thấy đau mắt quá. Nhỏ mắt nha. Nhưng sao rồi, có đỡ chút không? Đây, nhỏ thêm giọt nha. Đỡ nhỏ thêm nữa. Đỡ nhiều luôn. Thêm giọt nữa. Chúng ta về phòng massage đi em. Được. Đi thôi. Ê, bỏ chạy rồi kìa. Học đi đội trưởng ơi. Không học nữa sao? Sắp tới cúp thế giới rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Trong thi đấu có thể gặp được đối thủ uy hiếp lớn nhất chính là chiến đội Mũi Khoan và Naya. SB với Mũi Khoan từng đánh qua trận chiến mô phỏng, thực lực của họ rất mạnh. Nhưng mà em cảm thấy sự uy hiếp của Naya lớn hơn. Naya là đối thủ cũ của chúng ta. Điểm mạnh nhất của họ không phải tấn công mãnh liệt, mà dựa vào đặc tính của đối thủ trước khi thi đấu tiến hành nâng cấp robot. Nếu như anh đoán không lầm, thì năm nay họ sẽ nhằm vào vô danh tiểu tốt thực hiện nâng cấp tương ứng. Vậy anh có theo phương hướng nâng cấp của họ thực hiện thay đổi không? Làm như vậy sẽ bị họ dắt mũi đi. Anh chỉ cần để mình đạt phong độ tốt nhất. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Em đang nghĩ nếu như tại cúp thế giới SB gặp phải chiến đội Naya, em thấy nên để Đào Đào xuất trận trước. Anh nói xem, với cách đánh phòng thủ một giọt nước cũng không lọt được của Đào Đào rất hiệu quả khắc chế Naya. À đúng rồi, còn nữa, nếu Đào Đào xuất trận trước thì em nghĩ ra được một số chỗ nâng cấp robot cho cậu ấy đó. Ví dụ như là Sao vậy? Không có gì. Em đột nhiên nghĩ tới, không biết Lâm Ân và Đào Đào huấn luyện tới đâu. Có cầu trượt ở đó chắc không thành vấn đề gì. Sẽ không sao đâu. Thật sự không sao. Em chỉ là còn đang ở cách thức suy nghĩ cũ, chưa được điều chỉnh về trạng thái mới. Được rồi, anh nhắm mắt lại đi. Hãy nghỉ ngơi một chút. Dừng ơi, hãy mở cửa. Dừng ơi, hãy mở cửa. Sao đổi sang dùng âm thanh mở khóa vậy? Đúng đó. Mỗi lần em tới gần nó thì nó đều tự động mở ra, bắt em phải đóng lại hoài. Phiền phức quá. Cũng đúng. Nhưng mã khóa phải bảo mật, tuyệt đối không được để cho người nào biết. Không thôi họ lại tới lục tìm bảo bối trong tủ của anh. Thật lòng mà nói, em thật sự không biết bên trong cái tủ của anh có bảo bối gì. Em xem có được không? Năm 2015, Ngải Tình chiến thắng chiến đội Chicago, lại một lần giành thắng lợi. Mong em tiếp tục cố gắng, cố lên. Tấm hình này anh cũng có hả? Ngày 2 tháng 8 năm 2014, Ngải Tình đứng trên khán đài hé một nụ cười tươi. Năm 2013, Ngải Tình chiến thắng chiến đội của Nhật, giành được điểm cao nhất chung cuộc. Thật mừng thay cho em. Hôm nay Ngải Tình lại nâng cấp con robot của cổ. Chúng tôi rất mong chờ.
Xin chào, chuyện phát nhanh của anh. Làm phiền ký tên vào. Ký ngay. Được rồi. Được rồi, cảm ơn anh. Bye bye. Bye bye. Cuối cùng đã tới. Wow, đồ chơi mới cuối cùng đã tới. Nè, kêu chị nghe tên vào đội trưởng cùng nhau chơi. Được thôi. Đội trưởng à, chị nghe tin. Xuống đây chơi đồ chơi mới đi. Đi xuống thôi. Được. Cái này hay quá. Mua ở đâu vậy? Chị muốn mua vài bộ tặng mấy cậu trẻ trong trại huấn luyện, họ sẽ thích lắm. Chị nghe tin, chị không cần mua. Sao vậy? Theo em thấy, mấy đứa nhỏ trong trại huấn luyện đều có. Cái này là sản phẩm được phát minh bởi lão Đông bên chị. Em nói da nhất. Ừ. Sản phẩm này đúng là hay thật. Loại người máy nhỏ này giúp họ nâng cao sự hiểu biết về robot, còn có thể làm những mô hình lắp ráp đơn giản giúp gia tăng kỹ năng lắp ráp. Thật không hổ danh là ngải tình, mới cầm lên tay đã nói ra được ý nghĩa trọng tâm của món đồ này rồi. Điểm mấu chốt ở chỗ trại huấn luyện chỉ dành cho những đứa trẻ có tài năng, còn có rất nhiều đứa trẻ khác không có điều kiện được tiếp xúc. Có những con người máy nhỏ như vậy có thể nhanh chóng tiện lợi phổ cập để chúng biết đến. Linh hoạt thiệt luôn đó. Wow. Bùm. Ngô Bạch, thế nào? Bộ robot em mới mua chơi có vui không? Nữ thần của anh chơi có vui không vậy? À, rất vui. Vậy là tốt rồi, là như vậy. Tiền mua bộ robot đó không biết em có thể thanh toán lại không nữa. Cậu có tổng cảm thấy ngải tình hôm nay có cái gì đó kỳ lạ lắm không? Anh đừng có đánh trống lảng. Em đang nói số tiền này nè, cho em thực hiện thanh toán. Vậy em... cậu có cảm thấy tôi có thể vì cổ làm thêm chút việc gì không? Em cảm thấy việc anh có thể làm cho chị ấy rất nhiều. Ví dụ như giúp em thực hiện thanh toán cái này ha. Nhớ dùng điện thoại chuyển cho em đó. Em chờ tin nhắn của anh nha. Tiểu Bạch. Hả? Đang nghĩ gì vậy? Sao không đi ngủ? À, không có gì. Sao em không sấy tóc đi? Ồ, tóc của em ngắn, màu khô lắm. Không được. Để anh sấy cho em. Thật sự không sao. Em còn đang ở cách thức suy nghĩ cũ, chưa được điều chỉnh về trạng thái mới. Trại huấn luyện chỉ dành cho những đứa trẻ có tài năng, còn có rất nhiều đứa trẻ khác không có điều kiện được tiếp xúc. Có những con người máy nhỏ như vậy có thể nhanh chóng tiện lợi phổ cập để chúng biết đến. Được rồi, cũng khá khô rồi. Cảm ơn anh Tiểu Bạch. Mệt chết đi được. Hai hôm nay em đã vất vả chăm sóc cho anh, để anh xoa bóp cho em. Được. Ngải tình. Không tiếp tục làm dẫn đội của SP, em có thấy hối tiếc không? Có một chút. Nhưng mà công việc bình luận viên cũng rất có ý nghĩa. Hả? Anh xem, giải thích để cho khán giả hiểu biết, cũng như để mọi người thích môn thể thao này, đối với em cũng là việc quan trọng đó. Đúng rồi.
Cái này cũng tương ứng cách thức quảng cáo cho người máy đối kháng. À đúng rồi, em đối với việc Lâm Sơn phổ biến người máy đối kháng tới cho đối tượng thanh thiếu niên có hứng thú không? Ừ, tất nhiên có hứng thú. Nhưng mà em muốn làm tốt công việc mới này rồi hẳn tính. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Nhớ nha, buổi tối nhất định nhớ phải nhỏ thuốc nhỏ mắt đó. Ừ. Giờ em đi ngủ đây. Bye bye. Ngủ sớm. Với nhớ nhỏ thuốc nhỏ mắt đó nha. Không được quên. Bye bye. Ngủ ngon. Alo, tôi là Ngô Bạch. Đã kêu anh nghỉ ngơi cho khỏe, sao lại ra ngoài? Đưa em đi gặp một người. Lần trước nói đưa em đi gặp một người, Tiểu Mễ từ SB giải ngũ qua bên K&K. Không lẽ anh lại từ chỗ SB kéo người về bên anh? Anh đâu có. Mau nói đi, rốt cuộc là ai? Chút nữa em sẽ biết thôi. Đại thần, nữ thần. Mời Lâm tổng ngồi. Giám. Mời ngồi. Cái này gọi cho hai người, không biết có hợp khẩu vị không. Tôi xin được giới thiệu, đây là trợ lý của tôi, Lý Học Kim. Dạ, chào hai anh chị. Xin chào. Xin chào. Nữ thần à, gần đây tôi nghe đại thần Ngô Bạch nói cô đang chơi robot giáo dục hả? Mẫu mới nhất mang về chơi nhưng vẫn còn. Đây, để tôi. Hạng mục này anh phụ trách. Đúng. Ê trời ơi, mọi người biết đó, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hiện giờ tôi được ông chủ xem trọng. Tuy vẫn còn làm ở khâu tuyên truyền, nhưng hiện giờ trọng tâm đặt vào robot giáo dục và trại huấn luyện, phổ cập, đẩy mạnh những quảng bá của chúng. Hiệu quả thế nào? Không giấu gì cô, vô cùng tốt. Sản phẩm này vừa mới tung ra lập tức trở nên hot. Thật đó, đơn đặt hàng nhiều đến nỗi không dám nhận luôn. Đúng. Tôi cho live stream, mua đi. Phải nói cung không đủ cầu, mỗi ngày đều bán sạch. Hiện giờ ngày nào cũng phải tăng ca làm thêm. Tháng đầu tiên dựa vào tuyển thủ chuyên nghiệp để có doanh số. Đúng tuy vậy. Tháng này không có doanh số, nhưng tôi tin giám đốc Lâm. Cái gì không có doanh số hả?
tháng này vẫn còn 3 ngày đó, 3 ngày cuối trong tháng, đùng một cái sẽ bán hết thôi. Cậu trai trẻ này nói lung tung, so với em trước đây kém hơn nhiều. Lâm tổng giám nói đi, kêu tôi tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Nói về chính như vậy. Học Khiêm, đưa đại thần Ngô Bạch đi mua ly cà phê đi. Nhưng cà phê chưa uống xong mà. Chưa hả? Bây giờ xong rồi đó, đi mua đi. Dạ. Anh đúng là hay thiệt. Chuyện nhỏ. Là vậy, ngãi tình à, không biết cô có chịu qua bên này cùng tôi thực hiện 2 hạng một người máy giáo dục kết hợp trại thanh niên không? Cô đừng chưa gì đã từ chối. Thật lòng mà nói, với năng lực và kinh nghiệm của cô, cũng như lòng nhiệt huyết của cô dành cho tụi nhỏ, không ai có thể so sánh được. Bởi vậy tôi cảm thấy mong cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đó quả thật là một ước mơ của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi còn phải làm công việc của mình. Hoàn toàn không xung đột. Cô chỉ cần trích ra một ít thời gian của mình, mang qua đây làm cố vấn, chỉ đạo cho bọn trẻ. Bọn chúng sẽ cảm thấy rất rất vui. Ngãi tình, tôi thật lòng mời cô tới tham gia hạng mục này. Anh đừng như vậy Lâm tổng giám. Tôi xin cô. Đại thần Ngô Bạch đi xem qua một vòng, anh ấy nói không muốn uống nữa. Uống nhiều rồi lúc lái xe cần đi toilet không dễ tìm được. Được rồi, đã uống xong cà phê, việc này tôi đã rõ rồi. Vậy chúng tôi đi trước đi. Được, để vô cho nữ thần. Ngãi tình, về nhà cô suy nghĩ cho kỹ nha. Cảm ơn quà của anh. Không sao. Bye bye. Tiểu Bạch, sao anh nghĩ tới gì đưa em tới đây gặp Lâm Sơn? 10 năm trước, anh vì em mới thích ngành robot đối kháng này. Anh tin rằng em có thể dẫn dắt vô số những tuyển thủ có tiềm năng để họ bước vào ngành này. Tiểu Bạch. Không có gì. Đi thôi. Có người trăm lần vẫn vậy, có người chỉ một lần đã nắm. Gặp được người cho dù không nói một lời cũng sâu sắc thấu hiểu mình như vậy. Đột nhiên cảm thấy một đời không phải cái từ dài dằng dặc đáng sợ tới như vậy. Tiểu Bạch, có anh thật tốt. Đội trưởng còn thức không vậy? Vào đi. Ngãi tình dậy chưa? Chị ấy đi rồi, nhưng mà chị ấy nhà em đưa cái này cho anh. Chị nghe tình chu đáo quá đội trưởng ơi. Anh
đã nhận được hộp thuốc chưa? Nhớ phải mang theo bên mình. Em đi về trước đây, chăm chỉ luyện tập, chú ý sức khỏe. Cảm ơn chị Dâu. À, coi chừng nóng. Ê, ly này cho hai người. Cảm ơn. Coi chừng nóng đó. Cảm ơn chị Dâu. Wow, đây là lần thứ hai được uống cà phê cho chị pha, vẫn ngon như vậy. Chị Dâu, hình vẽ phía trên của chị đẹp quá, không nỡ uống luôn á. Ừ. Thơm quá. Tay nghề pha cà phê của chị giỏi quá, cảm ơn chị Dâu. Cảm ơn chị Dâu. Đừng khách sáo, nếu mấy đứa thích uống thì mai mốt chị sẽ tới đây pha cho mấy đứa uống. Được. Ê, ly này dành cho đại ca phải không? Mọi người có. Có nè, có một con heo. Ê, thiệt là dễ thương ở phía trên nè. Dễ thương chị Dâu à, chị lại tỏ tình với đại ca nữa. Đừng ngại quá.你的侧脸交换一个誓言。